Một đêm giá lạnh ngày 14 tháng 4 năm 1912, tín hiệu cấp cứu SOS được phát đi trên Đại Tây Dương. Titanic, chiếc tàu hoàn hảo nhất hành tinh đang gặp nạn. Titanic. Những gì xảy ra tiếp theo mọi người đều đã rõ. Trải qua 100 năm, tất cả những chi tiết của thảm họa đã được nói tới. Sự kiện được mô tả theo từng phút. Dường như câu chuyện về việc tử nạn của con tàu này không còn gì bí mật. Nhưng không phải như vậy. Cha tôi, Kuchiev Musakan Bibaevich, tên tiếng Anh là Mikhail Ivanovich, vào năm 1912 đi làm thuê và đã lên chiếc tàu Titanic. Titanic, bí mật cuối cùng. Có ba giả thuyết được đưa ra để giải thích cho bí ẩn về vụ đắm tàu Titanic thế kỷ trước, nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, cuối cùng các giả thuyết đều đi đến một ý tưởng chung rằng chiếc tàu ngay từ đầu đã có định mệnh như vậy. Ngày 10 tháng 4 năm 1912, Titanic, chiếc tàu mới khổng lồ hiện đại chạy bằng hơi nước, bắt đầu tuyến đường đầu tiên của mình từ Southampton đến New York. Hai chiếc tàu rời bến, một chiếc tàu khác của New York bỗng nhiên bị bật ra và lao thẳng vào tàu Titanic. Trên bến chết lặng, hai chiếc tàu chỉ cách nhau vài chục cm, nhưng nhờ phép nào đó mà cả hai đã kịp tránh được va chạm. Chỉ sau đó vỏn vẹn có 5 ngày, vụ va chạm đó được người ta gọi là điềm dữ, báo trước một thảm họa. Buổi chiều ngày hành trình thứ hai, Titanic cập cảng thứ hai, tại cảng Sabor xuất hiện một hành khách mới, một thanh niên nổi bật giữa những người đàn ông quý tộc bởi chiếc mũ kiểu Caucasus. Ông ấy mặc một bộ quần áo kiểu Caucasus. Ông sang Mỹ để làm thuê. Và ông ấy mua vé lên tàu Titanic. Khi đã lên trên boong, một hành khách đột ngột quay lại. Nhưng tàu đã rời bến. Anh cố gắng để giải thích cho thuyền trưởng rằng em bị mất chiếc mùa. Người ta đưa cho anh một tờ giấy khác. Còn vị hành khách bấn loạn và cho rằng việc mất chiếc bùa là một điểm gờ. Rất nhiều năm sau, tại Nga, Mikhail Kuchiev, tên của hành khách này, kể với con gái mình rằng chính chiếc bùa và cái lệnh của Đại Tây Dương đã giúp ông thoát nạn trong thảm họa đó. Từ Pháp, Titanic tới Ireland. Tại đây, 40 tấn khoai tây, 12.000 chai nước khoáng, 7.000 bao tải cà phê, 35.000 quả trứng và một xác ướp Ai Cập được chất lên tàu. Đó là xác ướp của một nữ tu nổi tiếng từ hoàng đế Amenhotep đệ tứ. Xác ướp là tài sản của một cảnh sát người Anh mang đến New York. Queenstown Island, Titanic nhận lời hành khách cuối cùng. Giờ đây, số lượng người trên tàu là 885 thành viên thủy thủ đoàn, 1.316 hành khách, tổng cộng là 2.201 người. Trong số họ, có những người mang quốc tịch Nga. Họ là ai? Họ lên đường nhằm mục đích gì? Số phận của họ như thế nào? Con tàu bị đắm mang theo danh sách hành khách chính xác. Người ta phải mất tới 95 năm để khôi phục danh sách này. Cách đây không lâu, Viện Lưu trữ Quốc gia Anh Quốc đã công bố danh sách hành khách trên chiếc tàu định mệnh này. Tuy nhiên, vẫn không hoàn toàn đầy đủ. Danh sách này được phục hồi bằng cách scan lại các tấm vé, ghi lại tên của họ và số lượng tổng cộng lên tới 35 trang. Chúng tôi cố gắng tìm trong danh sách đó tên họ của những người Nga được viết bằng tiếng Anh, nhưng không thể. Bởi người bán vé đọc to tên hành khách và sau đó dịch tên của những người Nga sang tiếng Anh, và đôi khi có cả sai sót.
Có một giải pháp là nghiên cứu của quốc tịch người Mỹ, người Anh, người Pháp, người Đức, người Ý, người Nhật Bản. Số lượng hành khách này rất lớn. Còn người Nga, 14 người, họ là ai và đã lên tàu như thế nào? Mua vé lên một chiếc tàu cực kỳ uy tín. Titanic là hiện thân của tất cả những thành tựu về kết cấu, kỹ thuật và thiết kế của trí tuệ con người thế kỷ 20. Đó là chiếc tàu có chi phí đóng tàu đắt nhất trong lịch sử, 7,5 triệu đô la Mỹ. Con tàu khổng lồ có chiều cao của một ngôi nhà 14 tầng. Được đóng bởi 3.000 công nhân lành nghề nhất Belfast. Với thời gian làm việc 3 năm, tàu có 8 bom bằng thép, 4 ống khói, hệ thống đảm bảo an toàn độc nhất vô nhị. Công ty sở hữu chiếc tàu là White Star Line, khẳng định rằng ngay cả thượng đế cũng không thể nhấn chìm con tàu. Và đây là xác chiếc tàu khổng lồ không thể chìm sau 100 năm dưới độ sâu hơn 1.000 mét dưới đáy biển. Có những huyền thoại các bạn có thể nhìn thấy trên TV, phim ảnh, trong sách báo, các album. Và bỗng nhiên, chúng ta thấy một chiếc tàu đã vỡ với một lượng lớn các mảnh vỡ. Vô số khối nhám có hình dáng giống trụ băng hay nhũ đá đã được hình thành trên xác con tàu khổng lồ này. Giữa những mảnh vỡ, quả thật khó cảm nhận được một điều gì đó ở nơi đây. Đó là những bức ảnh hiếm hoi mà các hoa tiêu người Nga chụp được từ những thiết bị lặn nước sâu vào năm 1991. Các bức ảnh này được lưu giữ trong thư viện của Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm khoa học Nga. Những loại máy móc này cho phép lý giải một vài điều xung quanh vụ đám tàu Titanic. Một trong những giả thuyết đó là tàu Titanic bị tàu ngầm của Đức đâm phải. Trong đại chiến thế giới lần thứ nhất, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã thám hiểm xác tàu Titanic dưới đáy đại dương và khẳng định rằng người Đức không liên quan đến việc này. Trên thực tế, con tàu khi gặp nạn bị gãy hoàn toàn theo quy luật vật lý sau khi va chạm với núi băng. Titanic bị gãy do phần sau bị hỏng nặng hơn. Và khi Titanic chìm xuống, sự thay đổi đột ngột làm chiếc tàu không thể duy trì nguyên vẹn. Vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 15 tháng 4, tại trạm vô tuyến trên mũi Race, cách cảng Halifax không xa, điện đài viên nhận được tín hiệu cấp cứu đầu tiên từ tàu Titanic. Buổi sáng hôm sau, thông tin này đã được cả nước Canada biết. Còn tại Nga, người ta có biết về thảm họa này hay không? Moscow, chi nhánh Thư viện Quốc gia Nga, Bảo tàng Báo chí Thư viện Quốc gia Nga, từ thông tấn Saint Petersburg ngày 16 tháng 4 năm 1912, một ngày sau khi thảm họa đã xảy ra, ở cuộc thứ nhất của tờ báo là thông báo về cuộc họp của Duma Quốc gia, thông tin thời tiết, cảnh báo hỏa hoạn, quảng cáo. Ở trang thứ tư có một thông báo nhỏ: tất cả các hành khách của tàu Titanic được tàu Virginian cứu thoát, còn con tàu lớn nhất thế giới đang di chuyển chậm về cảng Halifax. Như vậy là không có gì đáng sợ xảy ra cả. Tàu Titanic không bị chìm, tất cả các hành khách đều còn sống. Nhưng tại sao lại có thông tin này? Dường như không chỉ tàu thông tấn Saint Petersburg là tờ báo duy nhất in thông tin sai lệch này. Rất nhiều nơi trên thế giới đã không nắm được mức độ kinh hoàng của thảm họa. Vào thời gian đó, các tín hiệu vô tuyến không thể lan truyền tới 200 khu vực và tin tức chỉ lan tới Canada, đất nước gần nhất nơi xảy ra thảm họa Titanic. Ngày hôm sau, tờ thông tấn Saint Petersburg đưa thông tin chỉnh lý. Tờ Virginian tới nơi xảy ra thảm họa quá muộn.
Titanic đã bị chìm, chưa có thông tin gì về số phận hành khách trên tàu. Chính xác là ngay sau khi xảy ra tai họa, đại sứ quán các nước bắt đầu tìm kiếm thông tin về công dân nước mình bằng nhiều phương tiện, trong đó có thông qua báo chí, nhưng không có một dòng nào về những người Nga. Vào đầu thế kỷ 20, trong thời kỳ kinh tế Mỹ phát triển như vũ bão, việc di dân tới Mỹ trở thành một hiện tượng toàn cầu. Người ta đi đến vùng đất mới để tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Các chiếc tàu thủy đi theo thời gian biểu như những chiếc tàu hỏa. Người Mỹ cần một nguồn nhân lực rẻ hơn. Titanic cũng chở hàng trăm những người di dân, trong đó có những người Nga. Và đây là một sự kiện. Điều lạ lùng là chuyến du lịch của những người Nga trên chiếc tàu Titanic cho đến nay vẫn không được nói đến. Trong cuốn sách có tên Chuyến phiêu lưu của một hành khách lãng du của nhà văn Vladimir Postakov có một chương mang tên Những người Nga trên tàu Titanic. Vladimir Postakov biết về điều này không như những điều chúng ta nghe được. Vào năm 1912, một người chú của ông là Ivan Misin từ tỉnh Rostov sang đất nước Uruguay xa xôi. Vào thời đó, Ivan Misin đi cùng với hai người anh em ruột, còn có 18 người nữa cùng với Misin đi Uruguay. Nhà văn Postakov liệt kê tên họ trong cuốn sách của mình như sau. Ivan Misin, Evgeny Drapkin, Kennedy Slokovskin, Mikhail Markov, Filimon Makhovuk, Pat Nadinov, Mikhail Denkov, Dmitry Marinkov, Konstantin Ivanov, Ivan Minev, Nazarmikov, Dmitry Nankov, Alexander Dradev, Ivan Stanyev, Timofey Graev, Nikolai Malinov, Matvey Zotov, Evgeny Pukin và Vasily Protosarsky. Tất cả những người này đều đến Pháp và mua vé lên tàu Titanic. Liệu có ai trong số họ đến được Uruguay hay không?